Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hôm nay thì cái chỗ chuồng ngựa của mình á vẫn chỉ mới có 2 em ngựa thôi. Lần trước mình nhớ là mình dẫn 3 ngựa nhưng mà giờ còn 2 ngựa à. Không hiểu luôn á. Và số ngựa này thì mình có muốn cho nó nhiều hơn á. Thành thử ra hôm nay mình sẽ chế tạo một ít cái đồ ăn cho ngựa, sau đó nhân giống ngựa lên ha. Thứ nhất là vừa có thêm ngựa và thứ hai để mình thực hiện một cái thành tựu ở bên nông nghiệp nè. Đây là cái thành tựu cuối cùng ở chương nông nghiệp mà mình cần phải làm. Đó chính là đồi bên đồi á. Thành tựu này mình cần phải lai tạo tất cả các động vật ở trong thế giới Minecraft. Có tới 21 loài lận á. Và ngựa cũng là một trong số đó á. Nên giờ thì mình sẽ có 3 lựa chọn. Một là cho ngựa ăn táo vàng. Hai là cho ăn cà rốt vàng. Ba là cho ăn táo vàng cường hóa. Chắc mình sẽ cho ăn cà rốt vàng đi, cho ghẻ. Giờ mình cũng không có điều kiện á nên thôi. Lúc đầu định cho ăn táo vàng đó nhưng mà thôi đi. Giờ mình còn nghèo lắm. Cho ăn cà rốt vàng đỡ đi ha. Rồi lại đây mới cưng. Lại đây, đúng rồi. Sớm sớm vô. Đấy. Hãy đến với nhau đêm nay. Rồi, vậy là mình đã có ngựa con rồi á. Và kiểm tra coi cái danh sách. Nó đã lên là 10 trên 21 rồi. Quá tuyệt vời. Trong cái chuồng này thì còn... Ủa? Lừa đâu rồi? Lừa. À đây. Trời ơi, lừa ơi là lừa. Thiệt tình luôn á. Lừa muốn đi phượt hay sao á. Thôi bây giờ mình sẽ cưỡi lừa đi... Ôi, có quái. Chắc mình phải chạy luôn quá. Chạy về nhà ngủ. Mình ngủ giấc đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ dẫn lừa đi tìm bạn gái ha. Tại vì hiện tại lừa mình còn độc thân nè. Mình thì có thể độc thân nhưng mà lừa của mình là phải có bồ. Trời, ghê chưa. Và lừa thì vẫn giống như ngựa ha. Vẫn có thể ăn được cà rốt vàng nè. Nên chắc mình sẽ lấy táo vàng ra cho lừa ăn ha. Được. Hào ăn. Lần trước mình thấy hướng này nè, có khá là nhiều lừa luôn á. Được á, đi, nhảy quá. Trời ơi, lâu ngày không cưỡi lừa, bây giờ lừa. Nhảy thấp thế. Kìa. Lừa thấy rõ không? Trời ơi, được, xứng đôi vừa lưới với lừa đó. Đi cưng ơi. Tới công chuyện nữa. Bữa nay là bằng mai cho lừa luôn á. Không biết chừng nào mới tới lượt mình ta. Thôi kệ đi, chừng nào tới coi chừng đỡ không kịp á. Rồi giờ thì cho lừa ăn ha. Nè, ăn đi. Oh no, chết. Trời ơi, mình chưa thuần phục lừa này. Mình phải thuần phục thì mình mới nhân giống lên được. Quên mất. Mèn đét ơi. Làm uổng 2 trái táo không. Chịu đi, anh dắt về nhà luôn. Khó tính vậy. Chịu đi mợ. Chịu đi. Trời ơi. Lừa cũng bắt trước dễ nữa cơ. Cố lên. Một xíu nữa là được rồi. 2000 years later. Chịu đi. Sao bất tỉnh nhân sự rồi. Ý. Hiện tim đi. Ủa xong rồi hả? Ok. Quê vậy. À thuần phục xong rồi. Rồi về nha. Giờ thì dẫn lừa chứ người bạn mới đi về luôn. Đi. Tại vì không có đem theo cái yên á. Nên mình chịu khó dẫn theo cách thủ công này ha. Dẫn về nhà rồi mình sẽ nhân giống lên. Đây. Cà rốt vàng tới đây. Cà rốt vàng nóng hổi vừa thổi vừa Tới liền. Rồi. Lại đây. Tới công chuyện nữa. Cưng này một miếng. Rồi, chúng ta sắp có thành viên mới. Tiên tiền. Lừa con nha. Rồi, giờ lừa hết độc thân rồi đó. Có gia đình nhỏ rồi nha, chăm lo nghe. Vậy là bây giờ thì mình đã lai tạo được tổng cộng là 11 trên 21 cái loài động vật rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình của mình ha. Mình nhìn mấy cái đùi gà này, cái mình chợt nhớ ra mình còn một cái loài động vật nữa rất là trung thành luôn, đó chính là những bé sói á mà mình vẫn chưa có thuần phục được.
Giờ mới để ý á là mình chưa có bất kỳ em sói nào luôn. Thành thử ra bây giờ mình sẽ có hai nhiệm vụ á, thứ nhất là tìm sói và thứ hai là thu phục sói, dẫn sói về. Nhưng mà mình cần phải lấy thêm xương cái nữa. Chết, không có xương rồi. Oh no. Để mình đi farm xương xíu nha. Gần cái nhà mình nó có cái lồng spawn của mấy cái con xương luôn. Đâu rồi? Lần trước mình thiết kế cái đường hầm bí mật. Đâu ta? Nó đâu trong cái chỗ của mấy em panda nè. Hôm bữa mình mới chui lên. À đây. Mình làm cái đường hầm bí mật này á để đi xuống cái ngục tối ha. Đó. Ủa con này không phải con xương, con này con Reaper rồi. Lộn. Xương đâu ta? Đây rồi. Ngồi đây farm xương xíu ha. Để nhiều thì mới thu phục sói dễ được. Sói thì spawn khá là ngẫu nhiên á. Khoan. Thanh niên này chơi dơ nữa nè, thấy không? Ý đây không phải là nhà mình đó mà cứ mình gặp cầm đất mà bê lung ta lung tung. Rồi để chỗ khác cho nó dơ giấy. Thanh niên này lớn rồi mà còn chơi dơ nữa. Chơi dơ nè. Ui, mặc quân giáp vô nó quýnh mình không chụp phát nào bây giờ á. Đâu rồi, thanh niên chơi dơ đâu rồi. Ui đây. Này chơi dơ. Chơi dơ nè. Không ưa nổi luôn á. Không biết bạn nào còn nhớ cái thanh niên Enderman lần trước tha cục đất để vô cái lâu đài của mình không? Mình cay từ đó tới giờ luôn. Cứ gặp là tha được cục đất là mình xử vô bằng được à. Găng đe mới được. Rồi, và qua đây thì mình coi có gặp sói không nha. Sói trong mấy cánh rừng, gỗ sòi, gỗ bạch dương đồ cũng dễ gặp lắm. Hôm nay mình đi tìm sói, mình nghi là xác suất gặp khá là thấp đây. Tại vì kiểu như mình muốn tìm con gì á, là y như rằng con đó nó sẽ bị khan hiếm đây á. Lần nào cũng vậy hết. Không biết lần này nó có ngoại lệ hay không ha. Đây rồi. Thấy rồi. Một đàn sói luôn. What? Một đàn sói chứ không phải một hai em sói nữa. Không biết đâu là sói đầu đàn ta. Mình không có đủ xương để thu phục hết cả đàn đâu, nên chắc mình sẽ thu phục một hai thanh niên vậy thôi. Thanh niên này trước đi. Rồi. Một thanh niên. Giờ tới thanh niên này nữa. Rồi xong. Để cho mấy thành viên khác trong đàn sói vẫn sống ngoài tự nhiên đi ha. Và chắc bây giờ mình dẫn về nhà trước đi. Không biết chỗ này có gần nhà mình không ta? Như gần, kế bên luôn. Vậy thì được quá. Ok, bây giờ thì trước mắt mình sẽ dẫn hai thanh niên sói này về ha. Rồi về sau khi về nhà thì mình hả cho gia tăng dân số sao? Đi, về nhà. Tele đi. Ơ, còn thanh niên nữa đâu? Đây rồi. Mình bay nhanh quá, tele thì không kịp. Và chắc chó sói thì mình sẽ cho canh giữ cái biệt thự mình ha. Đứng đây. Thanh niên xương nào lại là mấy cưng sẽ cắn vô mông mấy thanh niên đó nha. Đây, là đây nè. Ôi, bị vướng rồi. Mấy cái cây này nè là sẽ cản trở không cho mấy em này đi qua được. Cây đổ quyên này thấy gì lợi hại lắm á. Làm hàng rào là hết sảy luôn. Lại đây, anh cho ăn đồ ăn. Lại đây. Lại đây nè. Lại đây. Ôi kìa, sao đi cà niễn không vậy? Mình lúc mình thu phục bình thường mà sao giờ cà niễn hết trơn rồi. Nè, ăn đi. Rồi. Có chó sói con rồi kìa. Nhà anh thiệt á. Và chúng ta đã được bao nhiêu rồi? 12 trên 21 rồi ha. Quá đã luôn. Giờ thì vòng cổ mình có thể thay đổi màu được á. Nên bây giờ thì mình sẽ thay đổi vòng cổ luôn á. Màu xanh với màu vàng đi. Hai màu này khá là đẹp nè. Chó sói con thì mình sẽ giữ vòng cổ màu đỏ y cũ ha. Này cho một em sẽ màu vàng, một em sẽ màu xanh. Rồi, để phân biệt được. Đây là hai em mình thu phục đầu tiên nè. Đây là thanh niên con. Rồi, vậy đi. Ui, lay quay hết ngày rồi kìa. Chắc mình phải đi ngủ để cho trời nó sáng lên thôi. Sau khi nhìn thấy mấy nhóc mèo nhà mình á, thì mình lại chợt nhớ ra. Lần trước, mình có dẫn mèo rừng về, nhưng mà có đúng một em thôi. Mà tiếc là mình chưa kịp đặt tên, thế nên là đã biến mất rồi. Và mèo rừng cũng là một trong những loài mà mình cần phải nhân giống á. Thành thử ra hôm nay mình sẽ rút kinh nghiệm từ lần trước á. Mình sẽ đặt tên đàng hoàng đâu đó. Rồi
sau đó mới dẫn về. Đây mình còn dư hai thẻ tên chấm chấm nè. Ui, mình không có cái đe hả? Thì thôi mình sẽ làm thêm cái đe mới đi. Làm cái đe mới để mình có gì còn lâu lâu đặt tên nữa. Rồi, đặt tên luôn. Đặt tên là meo meo. Đặt tên là meo meo á, cho hai em mèo. Nếu như mình gặp, còn không gặp thì... Ờ, cái đó mình cũng chưa tính tới nha. Hy vọng là gặp đi, chứ không gặp là buồn lắm. Giờ thì bay thẳng tới một cái cánh rừng nhiệt đới ha. Không biết là cái ngôi đền này mình khám phá chưa ta. Mình nhìn thấy nó có vẻ còn mới lắm. À, chắc là ngôi đền này mình chưa khám phá. Thời tới. Úi giời. Đúng không? Chuẩn. Hình như cái này mình chưa khám phá hay sao á. Ơ kìa, trời ơi, bèo vậy. Được mỗi cái bích tông dính là ngon thôi. Ba cái bích tông dính. Ok, lấy ba cái luôn. Ok, được miếng bích tông dính mang về cũng có lý ha. Lâu lâu mình làm đồ đá đỏ. Còn cái rương trong đây thì sao? Trời ơi, nó bắn thẳng mặt luôn. Bắn ngay cần cổ mình kìa. Ác thiệt. Tịch thu liền. Tịch thu vũ khí. Quá nguy hiểm. Trời đất ơi, cái kho báu mà kho báu trong rừng đó mà nó bèo hơn cái bánh bèo nữa. Sợ thiệt. Thôi, có vẻ mình không có hên trong việc loot đồ rồi. Chắc trở lại với cái công cuộc tìm mèo thôi. Hồi nãy giờ mình cũng có tìm mèo á, nhưng mà không có gặp. Hay là tại nó chưa spawn ra ta? Ở đây nó còn cạnh một cái ngôi làng ở vùng Savannah nữa. Ấy chà chà, được ấy. Nhưng mà thôi, đi vô qua một bển mất tập trung quá. Mình sẽ chịu khó bay lượn ở khu vực này thêm một tí nữa. Hay là tại cánh rừng này nhỏ quá ta? Nhiều khi cánh rừng này nhỏ nên xác suất gặp được mèo rừng á hơi ít á. Hay là mình bay lại cánh rừng gần cánh rừng tre nha. Chỗ đó lần trước mình cũng gặp được mèo á. Chỗ này còn nghe tiếng vẹt đập cánh nữa nè. Ui, các bạn thấy tới hồi chưa? Ừ, hình như vẹt mình cũng chưa nhân giống hay sao ấy. Ừ, đúng, một xíu về. Hy vọng là mình sẽ nhớ để nhân giống vẹt lên á. Tại vì mình cần phải nhân giống vẹt nữa thì mới đủ số lượng động vật để làm thành tổ á. Phát hiện đối tượng mèo rừng rồi nha. Một cặp luôn. Ái cha cha. Chưa, bây giờ mình sẽ tìm phương án nào mà nó thích hợp nhất đây ta. Tại vì nếu mình bắt được một mèo rừng thì mèo rừng kia sẽ chạy mất á. Mình sẽ bắt lẹ. Cách tốt nhất là bắt lẹ. Dây. Trời ơi, chưa lấy dây. Ú là trời. Thôi, cục cưng. Đừng có chạy nha. Một cháu mèo đã được mình bắt rồi. Còn cháu bên đây nữa, đâu? Chuồng đâu rồi? Ui, đứt dây. Ui, no. Rồi luôn, sổng hết một cháu mèo rồi. À đây, chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu? Lần này thì bội thú rồi. Sao một lúc rình mò thì mình đã bắt được một cặp mèo. Ê, bên đây còn mèo nữa sao nè? Ôi, phải không vậy? Ô, mình mới thấy con gì chạy ngang đây nè. Ô, ba con mèo luôn. Mèo nè. Ôi, chiếc này bắt được ba mèo luôn. Ba cháu mèo này về. Về mấy cháu ơi. Chiến này ấm hiểm rồi. Ổ nổi nãy đi không mang theo cái xuồng. Thành thứ ra dắt mèo băng qua nguyên cái hồ nước luôn. Tới cũng kiệu thiệt chứ. Rồi, nhưng mà không sao. Để tránh trường hợp mèo chạy lông nhông á. Ủa mà mình có hai thế tên à. Oh no. Có hai thế tên thôi. Mà sao đặt tên hết vậy? Giờ trước mắt thì mình sẽ dẫn mèo vô trong biệt thự trước đi ha. Đây, đi vô. Có lại. Rồi, vô trong đây. Mở ra. Vô phòng nào vậy ta? Bên kia là phòng ngủ mình rồi. Mình sẽ cho vô phòng bếp đi ha. Cho mèo chơi trong bếp đi. Đi vô đây, đừng sợ, vô bếp có đồ ăn nè. Vô đây.
Đừng sợ, đừng sợ. Rồi rào cửa lại làm mèo hết chạy nè. Đóng cửa này lại luôn nha. Không thôi chui vô trong cái hồ nhung nham là thành mèo nướng luôn á. Rồi, tự do đi lại đi. Nè cho ăn cá nè. Đó, sẵn tiện làm thành tội luôn á. Tiếng tiền, có mèo con liền. Trời, hơi bị dễ thương luôn. Và mình sẽ đặt tên cho hai bé mèo đầu tiên, hai cháu mèo đầu tiên. Đó là meo meo á. Đây là meo meo. Rồi, và coi coi, mình đã thành công trong cái thành tựu chưa? Đó, nó đã lên 13 trên 21 rồi nè. Rồi, và bây giờ thì... Ôi, 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 mình sẽ canh chừng nha. Đóng cửa liền, không thôi là mèo chạy mất á. Bây giờ thì mình sẽ về nhà mình gom mấy cái hộp giống á, để mình nhân giống vẹt luôn. Tại vì lần trước thì mình chưa có lai tạo vẹt á, nên nó chưa có tính nè. Bây giờ mình sẽ cho vẹt ăn cái. Đâu rồi vẹt rồi? Đây, đây. Nope. Ủa? Okay. Hình như mình có sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ ở đây à. Hình như vẹt không có nhân giống được. Người nhà quê đi chứ. Trời đất ơi. Tiếc thiệt chứ. Thôi giờ thì tuy không nhân giống vẹt được thì mình sẽ nhân giống con khác. Vậy không sao, còn nhiều con mà. Giờ thì mình sẽ tranh thủ mình thu hoạch thêm một chút lúa đi. Thu hoạch lúa để mình chế tạo ra những cái kiện rơm á. Tại vì sẽ có một số cái con mà nó sẽ cần phải ăn kiện rơm thì nó mới sinh sản được. Và điển hình đó chính là con lạc đà ha. Mình sẽ làm được 3 kiện hả? Ui, vẫn còn thiếu cơ. Mình cần nhân giống 2 loại lạc đà khác nhau nha. Chưa, giờ đi ngủ trước ra. Ngủ đi, sáng sớm dậy thì mình sẽ đi tìm lạc đà. Và lạc đà thì khá là dễ tìm luôn á. Lần trước thì mình lên núi là mình gặp rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại núi tiếp. Hy vọng là lên núi sẽ gặp lạc đà thêm một lần nữa ha. Wow 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 wow. Ôi, giờ mình mới phát hiện ngay chỗ này nó có một cái vách núi cực kỳ đẹp nè. Thác nước chảy tự nhiên luôn. Wow. Chỗ mình nó cảnh quan hơi bị đỉnh nha. Cái view cái chỗ mình á, toàn là núi thứ dữ không. Quá tuyệt vời. Rồi và đẹp, và cái núi mà mình nói là ở bên đây nè. Lần trước mình bay qua đây 2-3 lần đều gặp lạc đà. Được thiệt sự, giờ vẫn gặp nè. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải thu phục lạc đà trước rồi đó. Cưỡi lạc đà. Dũng sĩ cưỡi lạc đà. Đừng, ngoan đi cưng. Ngoan đi. Không là thành lạc đà 7 món đó. Đó tới chưa? Các bạn nào mà thuần phục lâu á, không được là cứ nói cái câu thần chú của mình là sợ liền, quýu liền. Sao mà mình dám chống cự được? Chống cự là vô nồi. Rồi giờ thuần phục tiếp nè. Một gán thuần phục đường cặp thì mới nhân giống được. Chịu đi. Không thôi là lạc đà 7 món gán chịu đó. Đấy chứ. Câu thần chú thì nó hơi bị hiệu nghiệm luôn. Rồi giờ thì mình sẽ cho lạc đà ăn kiện rơm để có thể nhân giống lên ha. Đây. Rồi. Chuẩn bị có lạc đà con nè. Ta da. Xong liền. Bây giờ mình mới dẫn lạc đà đi gì là không khác cái gì bếp thương nhân luôn á. Thiệt. Bây giờ mình thành lập thương nhân rồi. Mặc quân giáp cho coi. Đấy. Úi giời. Gì khác gì thương nhân đâu. Ok, hôm nay mình sẽ đổi nghề ha, không làm thầy lọc nữa, đi làm thương nhân. Làm lọc thương nhân, dẫn lạc đà đi kinh doanh nè. Nhưng mà tiếc là mình không có trao đổi được với ai hết á. Mình nghèo rớt mồng tơi luôn. Được, có bộ đồ là xịn thôi. Nên không có thương nhân gì đâu, bốc phét đó. Sẵn tiện đang đề cập tới cái bác thương nhân dân làng, thì bây giờ mình sẽ ghé thủy cung của mình ha. Tại vì lần trước á, mình thấy trong thủy cung mình có một cặp lạc đà của bác thương nhân, không biết là bây giờ còn hay không. Nè. đúng lúc ghê luôn á. Đây là loài lạc đà mới luôn á. Đà này thì hình như là mình... Ủa? Hình như... Oh no. Mình lỡ cho ăn nhưng mà lạc đà không chịu đẻ rồi. Ui, hay là mình phải thịt cái bác này xong rồi mới thu phục được lạc đà ta. Oh no, cái điều này thì nó hơi nhạy cảm xíu ha. Tôi biết bác rất tốt nhưng mà tôi rất tiếc cái bác dân làng à.
Xin lỗi, hồi nãy kiếm nó lỡ gớt vô chúng bé chân làng cái bác ấy xỉu rồi. Không có ý đâu, kiếm nó tự gớt vô bé chân làng đó. Rồi xong là một thanh niên lạc đà nè. Xin lỗi nha. Ôi đừng có chọn nhau nào. Ôi đừng có. Trời ơi, mình là bạn của nhau rồi mà. Ui đừng có phun bạn nào. Trời đất ơi, rồi xong phim rồi đó. Mình đã thu phục xong rồi ha. Tuy đã thu phục nhưng mà hai nhóc này vẫn còn cây cú vụ mà mình lỡ làm mấy dân làng kia xỉu á. Thôi đừng có tấn công ta nữa, lo sinh đẻ đi. Tính ra lạc đà cũng rất là trung thành ha, bảo vệ cái bác dân làng thương nhân kia tới giây phút cuối cùng luôn á. U vẫn còn tấn công mình. Rồi còn mình chạy thử. Mình cho ăn rồi đó, không biết có chịu đẻ hay không thôi. Đẻ đi. Yes, đẻ rồi. Ừ, có lạc đà con rồi kìa. Bây giờ thì mình chỉ nhìn từ phía xa thôi ha, không có dám lại gần luôn á. Thôi coi như xin lỗi các bé dân làng kia nha, tại vì không có thịt bé thì không có làm được cái thành tựu. Đây, 14 trên 21 rồi. Quá tuyệt vời luôn. Lại một lần nữa thì thỏ là một trong những con vật trong danh sách mà mình cần phải tìm để làm cái thành tựu á. Ôi trời, đây là chỗ mà lần trước mình nấu thịt thỏ nè. Ê, đây có thỏ luôn. Ôi nhưng mà là thỏ con. Thỏ con thì không có nhân giống được. Để mình tìm. Ôi có gấu luôn hả? Ôi mình quên, gấu thì không có nằm trong danh sách cần được nhân giống. Để mình đi tìm thỏ bự đi. Chứ thỏ con thì không có cho nhân giống được ha. Đây có thỏ nữa nè. Ủa sao toàn là thỏ con không vậy? Đây thỏ bự nhưng mà đằng này là thỏ con. Kìa. Lạ nha. Rồi sao nhân giống giờ? Chớ treo thiệt chứ. Giờ tìm được một cặp thỏ bự có vẻ hơi căng rồi nha. Ở đây. Hình như đây là cặp thỏ bự. Đúng không? Đây mình sẽ đi chậm chậm mình dụ. Giết rồi mình bắt trước động tác của thỏ luôn rồi nè. Thỏ nhảy mình cũng bắt trước, mình nhảy theo á. Rồi. Nhảy lẹ lên cưng. Qua đây nè. Ôi, chốc kia nhảy tưng tưng kìa. Đừng có nhảy nữa, là đây. Xuống đây ăn cà rốt nè. Đúng rồi. Ủa? Khoan. Có gì đó sai. Ủa? Cái này là thỏ con hả? Trời ơi, tưởng đâu thỏ bự chứ. Thôi bây giờ mình ngồi ở đây luôn, biết sao giờ, ngồi ở đây đợi thỏ lớn. Trời. Tới công chuyện thì giờ mới ngồi đợi thỏ nữa. Khổ ghê á. Chắc mình sẽ đi lần lần mình tìm thêm thỏ á. Trời mưa luôn rồi, mưa tuyết luôn rồi. Ăn đi. Nãy giờ dầm mưa tuyết các thứ để đợi cho lớn đó. Rồi, xong rồi. Ui, ăn xong rồi chạy á. Trời đất ơi, dông ơn bội nhẹ. Đồ bội bạc. Nhớ cái mặt nha. Nhớ cái mặt cưng rồi đó. Đồ bội bạc. Rồi, chúng ta đã được 15 trên 21 rồi ha. Nãy giờ cũng được nhân giống khá là nhiều loài mới rồi đó. À, thì ra là mấy thanh niên cù này lần trước mình chưa nhân giống lên. Bảo sao, mình đếm lại thì bị thiếu. Ok, như vậy giờ thì đã đủ trong danh sách rồi ha. À, chúng ta đã có được 16 trên 21 loài cần nhân giống. Bây giờ mình sẽ không nhân giống động vật ở trên thế giới thường nữa. Mà sáng thức dậy á, sau khi tạnh mưa thì chúng ta sẽ xuống địa ngục ha. Ở dưới địa ngục chúng ta cũng có thể nhân giống thêm vài loài nữa đó nha. Hơi bị căng. Và mình cần phải chuẩn bị đồ ăn trước đó đã. Đó chính là những cái cây nấm kỳ dị ha. Mình hết nấm kỳ dị rồi. Thôi, đi quan bển hái cũng được ha. Mình cần nấm kỳ dị với nấm đỏ thẫm á. Đó là hai thứ cần thiết. Ủa sao? Ui, zombie Batman định xâm chiếm thế giới này hay sao vậy? Ok.
Cái quần đùi gì á? Ôi mấy anh ơi, bình tĩnh mấy anh ơi, đây địa bàn em mấy anh ơi. Trời ơi, đâu chui ra tim nó nè. Trời ơi, nay có cái tour của mấy thanh niên zombie Batman hay sao á. Mèn đét ơi, nguy hiểm nha, mốt chắc mình thiết kế lại cánh cổng mới được. Chứ để mấy thanh niên này ra vào tự do gì đâu được. Phải mua vé mới cho qua chứ. Người ta xây xây đẹp để cho qua miễn phí à. Đâu được, đâu được. Ở đây có Strider luôn nữa. Được vậy ta. Được ha. Và Strider thì rất là thích ăn cái loại nấm kỳ dị nhá. Đây, mình ở đây có sẵn hai cái nấm kỳ dị nè. Ui mà nãy dở ta, không đem theo mấy cái thuốc kháng lửa để mình bơi xuống dung nham mình cho ăn luôn. Ủa, phải đó hơi hậu đậu nha, phải mình nhớ mình đem theo thuốc kháng lửa thì hay quá. Nhưng mà không sao, mình làm cái cầu mình bắt qua ngoài đó cũng được. Khói khói, trời ơi, cầm cái nấm kỳ dị, cái khói khói chảy nước miếng kìa. Ui nhóc kia, ui ui. Hello. Thấy chưa? Nè, đồ ăn khoái khẩu nè. Ui ui. Đỡ. Ta kêu vậy mới chịu lại. Rồi, ăn đi hai nhóc. Đó, mà lem đi. Và ta-da. Thành viên mới đã chào đợi rồi. Và như vậy, mình đã nâng số sinh vật được nhân giống lên là 17 nữa nè. Quá đã luôn. Giờ thì tiếp tục hành trình của mình ha. Mình còn cái nấm đo thảm này. Loại nấm này thì sẽ là món khoái khẩu những của mấy cái thanh niên Bitlin. Ủa gì? Hooplin chứ. Hooplin. Mấy con heo á. Con heo dưới địa ngục á. Mà hồi nãy giờ mình bay khúc này thì mình không thấy mấy con heo. Hình như nó giận mình rồi. Hôm bữa mình dẫn nó lên thế giới thường á. Rồi mình thịt nó xong giờ nó giận mình rồi. Trời ơi. Ta thịt có một lần thôi. Mà đã giận rồi. Chơi mà chơi giận. Ê. Ủa đây có một á. Tính nóng vậy. Còn hút lên. Ui ui ui. Ui da. Ao. Ui thôi xong rồi, mình bị truy sát rồi. Mấy thanh niên bích lên láo tét. Dám truy sát mình á. Ôi. Mình bị ám sát rồi. Không được. Trong lúc mình đi tìm thêm hút lên thì mình đã bị bích lên ám sát á. Khá là nguy hiểm đấy. Nhưng mà khúc này thì chỉ có một hút lên thôi thì không thể nhân giống lên được. Ú, bên đây còn một nữa. Hey, anh bạn à. Ui, ba anh bạn luôn. Trời ơi, truy sớm luôn hả? Thôi, hai thôi. Đây. Nè, ăn đi, nóng, bình tĩnh lại, ăn rồi bình tĩnh lại. Ui, vô. Ăn đi. Ui, sao lại quýnh nhau? Dám quýnh hút lên nè. Hơi bị nóng tính. Rồi. Chưa để coi hút lên có chịu đẻ chưa. Ô hút lên đẻ rồi. Ow no. Mình giúp gia đình đông vui hơn mà còn quýnh mình nữa. Làm ơn mắc quán thiệt chứ. Đó, nó đã lên 18 trên 21 loài sinh vật đã được nhân giống rồi nè. Quá là tuyệt vời luôn á. Rồi và bây giờ thì mình sẽ vô cánh rừng gỗ Vân Sam. Đây là nơi rất là lý tưởng để cho cáo spawn rồi ha. Mình phát hiện một bé ở đây ngủ chưa? Oh. Mà có một bé hả? Ôi ăn cái gì á? Cáo đang ăn cái gì á? Trời, ăn lúa hả? Ủa lúa đâu ra vậy ta? What? Sao cáo lại ăn lúa? Nhưng mà một cáo thì vẫn chưa đủ để mình có thể kiểu như là nhân giống lên. Mình phải lấy dây ra thôi. Phải lấy đồ nghề ra tiếp thôi. Để mình tạm thời mình giữ cáo lại một chỗ ha. Rồi đi tìm thêm cáo mới. Tốc độ, sử dụng tốc độ. Chạy đi đâu cưng ơi. Ui đây có cáo luôn. Bắt nè, chạy đi đâu. Ô, chạy nhanh vậy. Oh no. Cáo chạy siêu nhanh luôn. Rồi, dính được một cơn. Đi chậm. Cái chậm mình sẽ dụ bằng quả mùng ngọt coi được hay không nha. Hy vọng là được. Đi nè. Trời ơi vừa ngủ.
Người ta vẫn mà ngủ nữa. Trời đất ơi. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy nào. Ừ, đi lên đi. Bó tay luôn. Người ta lôi như vậy mà ngủ cho được nè, nè nè. Kêu các bạn coi kìa. Bó tay thiệt luôn á. Rồi, dính chưởng cưng này luôn. Lại đây, lại đây. Giờ sao, hai cưng muốn sao? Đừng ăn lúa nữa, ăn này đi. Rồi. Mệt thiệt luôn á. Đó, vậy là bây giờ chúng ta đã có cáo con rồi nè. Và cáo con thì sẽ không còn sợ mình nữa ha. Đây là một cái điều hay khi mà mình nhân giống cáo á. Và bây giờ mình sẽ đi ra xa để cho gia đình cáo ngủ trưa đi. Quấy gầy quá trời. Và mình sẽ kiểm tra cái danh sách lại. Chúng ta sẽ được 19 trên 21 rồi nè. Trời đất ơi, giờ còn gặp phía cung nữa. Thôi thôi thôi, gặp nhìn cái rồi đi ha. Chứ lũ dưới rồi dính hiệu ứng đào chậm á là mệt lắm. Cái gì chứ? Oh my god. Tới luôn rồi. Thì ra là kế tử cung. Đằng kia là một cái đảo nấm luôn. Trời đất ơi. Đây rồi. Mấy em bò ơi, lại đây cưng ơi. Lại đây, lại đây. Ăn đi. Ăn đi, rồi đẻ nhanh nhanh lên. Vì một em bò con này thôi nè, mà mình đi biết bao nhiêu km rồi. Và mình đã lai tàu được 20 trên tổng số 21 loài động vật rồi. Quá là đã luôn á. Nhưng mà chắc mình sẽ đi du lịch vòng vòng cái đảo này thêm một vài ngày nữa. Để mình coi coi có gì đặc biệt hay không á. Giờ mình thử lừa với ngựa coi. Trời đất ơi. Nãy giờ ngồi mò. Các bạn biết gì không? Mình đi like lại tất cả tất cả cái con từ đầu tới giờ trong danh sách á. Mình vẫn thấy nó thiếu. Cái ngồi mình nhìn thấy em lừa cái mình nhớ ra lừa hình như có thể like với ngựa. Và sẽ ra cái con này gọi là con ngựa lừa. Đúng không ta? Con này thì các bạn thường gọi là con gì? Mình thì kiểu lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ ha. Và cuối cùng thì cái thành tựu like tạo tất cả các động vật cũng đã được mình làm rồi ha. Trời đất ơi, lúc đầu mình nghĩ làm cái thành tựu này sẽ rất là mau á, để chúng ta còn có thể làm được nhiều chuyện khác. Nhưng không, nó ngốn thời gian nhiều hơn mình tưởng tượng rất là nhiều á. Và các bạn đã từng thử lai tạo tất cả các con vật giống như mình trong ngày hôm nay bao giờ chưa? Và đâu là con vật các bạn cảm thấy khó tìm để lai tạo nhất? Hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận ha. Nói chung thì cái này tưởng dễ nhưng mà nó lại khó nha. Làm lớn ngớ là mất mấy ngày liền á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp á. Cùng giờ thì bye bye.